Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một Tarot Reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trao bài Tarot và Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay mà có chủ đề mới của chúng ta sẽ là ngày thứ 3, ngày 31 tháng 1 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào? Và đây những cho bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hi, xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi ngày thứ 3, ngày 31 tháng 1 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào. Và đây những trao bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi bây giờ mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những người có kiến thức. Là những người rất là đam mê học hỏi và phát triển bản thân, cũng như là bạn có khả năng chia sẻ kiến thức kinh nghiệm cho người khác. Ở đây mình thấy là sắp tới các bạn sẽ có những cái bước đột phá mới, những cái sự thay đổi mới trong tư duy, trong cách nhìn nhận. Bạn là một người có sự sâu sắc rõ ràng, có sự quyết đoán mạnh mẽ, và có khả năng sắp tới bạn sẽ gặt hái được những thành quả mà bạn đã cố gắng nỗ lực vun trồng, thì có khả năng là một số bạn sắp tới sẽ thu hút tiền bạc đến với bạn đó. Rồi, để mình xem coi ngày thứ 3, ngày 31 tây tháng 1 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào. Ngày hôm nay một số bạn có khả năng là các bạn sẽ đứng trước giữa những cái sự lựa chọn nào đó trong cuộc sống, hoặc là bạn sẽ rất là tập trung vào công việc sự nghiệp. Và ở đây các bạn được đòi hỏi phải có sự giữ cân bằng cho cuộc sống của mình, điềm tĩnh khôn ngoan để giải quyết vấn đề, cũng như là tìm ra cái hướng giải quyết tối ưu. Ở đây thì có khả năng một số bạn các bạn có thể là sẽ tìm được cơ hội, hoặc là một cái niềm đam mê hứng thú gì đó của bạn ha. Mình thấy là bạn sẽ có thể là vững vàng quyết chiến quyết đấu, hoặc là bảo vệ lập trường cá nhân, chiến thắng, kiểu như là cố gắng nỗ lực để có thể thành công trong cái lĩnh vực đam mê bạn đang hướng tới. Ở đây có khả năng là bạn sẽ học hỏi, nâng cấp bản thân nhiều hơn, đọc sách hoặc là tìm kiếm kiến thức, kinh nghiệm. Một số bạn có thể là trực giác của bạn khá là cao trong ngày hôm nay. Dạo gần đây một số bạn hay thấy số 222 rất là nhiều. Và đồng thời mình thấy là nếu mà các bạn có một cuộc phỏng vấn, cuộc thi nào đó trong ngày hôm nay, thì có khả năng là bạn cần phải cân bằng, điềm tĩnh, và cần phải học hỏi nhiều hơn nữa, và phải quyết tâm nhiều hơn nữa, và cho người ta thấy được những cái tài năng thực lực của bạn. Đừng có giấu giếm gì cả, đừng có tự ti, đừng có rụt rè, không thôi là bạn sẽ có thể là vụt mất cơ hội. Nhưng đó là chính là cái kinh nghiệm cho bạn, có thể là xương máu để bạn có thể có được một cơ hội mới. Bạn có rất là nhiều cơ hội, có thể có tới 2 cơ hội với bạn trong ngày hôm nay. Một số bạn nếu như bạn có 2 cuộc phỏng vấn, có khả năng bạn sẽ đậu trong một trong 2 cuộc đó. Một số bạn sẽ nhận được món quà, lời khen ngợi từ người khác ha. Hoặc là một số bạn sẽ tìm được cái bí kíp võ công, hoặc là một cái kiến thức nào đó mà bạn đang tìm kiếm, thì có khả năng nó sẽ hiện đến. Có khả năng là bạn đang lướt TikTok hoặc là lướt YouTube, đang đọc sách, hoặc là đang gọi là tìm hiểu, tìm kiếm thông tin, thì nó lại hiện ra với bạn, kiểu vậy. Và trong ngày hôm nay các bạn được khuyến khích hãy sẵn sàng đối mặt với những cái thách thức, tình huống đối với bạn một cách gọi là ngoan cường nhất, vì bạn có thể vượt qua được nó. Hãy giữ cân bằng trong mọi tình huống ở đây. Một số bạn có khả năng sẽ đi chùa hoặc đi nhà thờ trong ngày hôm nay cũng có nha. Và đồng thời trong ngày hôm nay thì bạn được khuyến khích hãy có một sự biết bảo vệ lập trường, ý kiến riêng, tinh thần riêng của bản thân mình. Đừng có để bản thân dễ bị dao động. Cũng như trong ngày hôm nay là mình thấy là bạn còn phải gọi là rõ ràng trong suy nghĩ, đặc biệt là tiền bạc cần phải có một sự rõ ràng ở đây ha, để tránh bị gọi là thối nhầm tiền hay gì đó ở đây. Hoặc là trong ngày hôm nay được khuyến khích là đừng có cho vay mượn tiền, không thôi là sẽ có khả năng là sẽ bị mất mát, tổn hao.
Và nếu như bạn có sử dụng ly tách trong ngày hôm nay, cẩn trọng để không thôi là sẽ bị mất mát hoặc là bị đổ vỡ gì đó. Một số bạn, các bạn được khuyến khích đừng nhìn về quá khứ, hãy tập trung vào cuộc sống ở hiện tại và tạo ra được những giá trị trong tương lai. Bạn càng nhìn về quá khứ thì những điều quá khứ nó đã trôi đi rồi, nó sẽ không còn có những cái cơ hội để có thể lặp lại. Nhưng mà bạn càng nhìn về nó, bạn càng nhìn vào những cái sự thiếu thốn mà bạn dễ lặp lại lịch sử đó nha. Nói chung trong cuối ngày này mình thấy bạn có niềm vui đó. Một số bạn có khả năng là được ai đó tán tỉnh tỏ tình, một số bạn nữ á, được ai đó muốn mở lối để bạn bước vào trong tình yêu đó. Thì mình thấy là như vậy. Một số bạn có khả năng là ai đó sẽ tìm đến bạn để xin lời khuyên, sự động viên, sự chia sẻ của bạn. Hoặc là một số bạn có khả năng là các bạn sẽ hướng về mặt tinh thần nhiều hơn, tập trung vào bản thân, dành thời gian cho bản thân bạn để tìm hiểu xem bạn thích điều gì, bạn cần phát triển những mặt nào để có thể gọi là đạt được ước mơ. Cái gì? Hoặc là bạn sẽ lên kế hoạch cho bản thân, cho cuộc sống của mình. Ở đây thì có khả năng là vũ trụ đang gửi đến cho bạn những thông điệp đó. Chỉ cần bạn phải có sự tin tưởng và biết gọi là có mở rộng cái tầm nhìn của bạn để thấy được những dấu hiệu. Có thể là bạn sẽ nhìn thấy được những dấu hiệu thông qua những con số lập 222 ở đây có trong giá bài của bạn nè. Hoặc là có khả năng là các bạn sẽ trực giác của bạn sẽ mách bảo bạn phải nên làm gì, thôi thúc bạn làm như thế nào để có thể có được một cái đường hướng rõ ràng cho cuộc sống, và phải chuẩn bị những bước như thế nào để có một cuộc sống tốt đẹp hơn trong năm mới kiểu vậy. Hãy tập trung vào những điều bạn ưu tiên và hãy có một cái sự gọi là buông bỏ những cái sự phiền não, những cái sự phiền nhiễu trong cuộc sống của bạn. Bạn có một tương lai rất là tươi sáng và hãy cho bản thân của bạn được vươn cao, được tỏa sáng, được vươn lên những tầm cao mới. Hãy tập trung vào cái con đường của bạn, hướng đi của bạn, mục tiêu ước muốn của bạn, đừng nhìn về quá khứ nữa. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ hai. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ hai để xem coi ngày thứ ba, ngày 31 tháng 1 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào. Và đây là những trò bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 ở đây có khả năng là hổm rày hay thức khuya, hoặc là hay mệt mỏi, hoặc là đang có những cái sự tranh đấu mâu thuẫn, hoặc là có những cái sự gọi là hơi bị giằng co trong suy nghĩ, trong tâm lý của bạn có với những cái vấn đề tình huống gặp phải, hoặc là bạn đang cảm thấy hối tiếc buồn phiền về những cái vấn đề trong cuộc sống của bạn. Tuy nhiên mình thấy dường như là bây giờ bạn đã có một cái sự phát sáng hơn rồi, hoặc là sắp tới bạn sẽ có thể là nhận ra được mặt trời chân lý chiếu qua tim đó, kiểu như là bạn sẽ nhìn thấy được cái ánh sáng trong những cái vấn đề bạn gặp phải, như là bạn nhìn ra được cái bài học của bạn là gì và bạn có một cái sự gọi là tỏa sáng hơn, bạn tích cực hơn, bạn lấy lại được cái niềm tin, sức sống, cái sự mãnh liệt, cái sự lạc quan của bạn ha. Bạn có khả năng lan tỏa ấm áp cho người khác nữa. Ở đây một số bạn có khả năng sắp tới sẽ có những cuộc phỏng vấn, cuộc thi nào đó ở đây ha. Rồi, để xem coi ngày thứ ba, ngày 31 tháng 1 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào. Một số bạn có khả năng trong ngày hôm nay các bạn có nguồn tiền, tiền lương, tiền hưởng, lợi nhuận gì từ đầu tư gì đó ở đây ha. Có thể là từ 7 triệu đồng trở lên. Và trong ngày hôm nay mình thấy dường như là bạn có một cái chuyến đi, có thể đi rút tiền chẳng hạn, hoặc là đi công tác đi đâu đó, hoặc là bạn có một cái sự gọi là muốn rời khỏi một cái công việc nào đó, bạn không không cảm thấy hạnh phúc nữa, bạn muốn tìm kiếm một cái hướng đi tương lai mới cho cuộc đời của mình. Có khả năng các bạn sẽ dành thời gian cho bản thân của mình để ngẫm nghĩ về cuộc đời, cuộc sống và có sự suy xét, đánh giá và viết lên kế hoạch cho cuộc sống của bạn ha. Và có khả năng bạn sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi, để tịnh dưỡng sức khỏe, có một cái sự rút lui nhẹ để khôi phục lại tất cả những cái sức sống, tinh thần, cái sự tinh anh của bạn để mở đầu một cái chương mới, một cái hành trình mới. Ở đây thì mình thấy là các bạn có khả năng là các bạn sẽ muốn ở một mình nhiều hơn á, suy nghĩ nhiều hơn, chứ bạn không có muốn tiếp xúc quá nhiều người ở đây. Và mình thấy dường như là bạn biết
có khả năng là bạn nhìn mọi thứ ở một góc độ khác, chứ bạn không có còn gọi là mông lung hoặc là buồn bã về vấn đề của bạn nữa. Bạn nhìn thấy được cái vẻ tươi sáng hơn trong những cái vấn đề tình huống bạn gặp phải. Và mình thấy là bạn đang có một sự thay đổi mới, vui vẻ hơn trong ngày hôm nay. Có khả năng là các bạn có một cái bánh xe số phận, bánh xe may mắn đang đến với bạn. Có thể là bạn sẽ có sự may mắn về tài chính chẳng hạn. Hoặc là tinh thần của bạn nó trở nên khoáng đãng hơn, bạn cởi mở hơn và bạn cảm thấy tự do hơn rất là nhiều. Có khả năng là bạn cảm thấy mình có sự đảo ngược về tình thế ha, lội ngược dòng hay gì đó ở đây, một cái vấn đề tình huống gì đó. Và mình thấy bạn có một cái sự gọi là đứng trước giữa những sự lựa chọn, hoặc là bạn có sự cân bằng ở đây ha, cố gắng điềm tĩnh. Và có khả năng bạn sẽ suy nghĩ, cuối ngày bạn sẽ suy nghĩ là lên kế hoạch chiến lược tác chiến trong thời gian tới. Một số bạn thì mình thấy là các bạn có khả năng là các bạn sẽ buông bỏ những cái niềm đau hoặc là những cái nỗi ám ảnh hoặc là những cái sự tiêu cực, của bạn có sự rời đi đến một cái sự tươi sáng hơn, tươi mới hơn rất là nhiều ha. Và có khả năng là những cái thảm rầy, những cái sự trăn trở buồn bã gì đó thì có khả năng là trong ngày hôm nay bạn sẽ có kết thúc hoàn toàn, bạn không có còn nghĩ tới nó nữa mà bạn sẽ hướng đến một cái sự tích cực mới ha, mở rộng cái tầm nhìn cũng như là bản thân của bạn trở nên gọi là tốt đẹp hơn, vui vẻ hơn, phấn chấn hơn. Và có một số bạn có khả năng là các bạn sẽ có thể là đi chùa hoặc đi nhà thờ, hoặc là bạn có sự phát triển về mặt tâm linh tinh thần, trực giác của bạn có được mở rộng hơn và bạn được khai sáng rất là nhiều ha, biết suy nghĩ hơn rất là nhiều. Một số bạn có khả năng sẽ có người đến xin lời khuyên từ bạn, hoặc là sự chia sẻ kiến thức từ bạn chẳng hạn. Một số bạn sẽ đảm nhận vai trò gọi là truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm ở đây cũng có. Và mình thấy cuộc sống của bạn đang có những sự thay đổi rất là lớn ha. Hãy luôn giữ cho mình cái lập trường chính kiến riêng và vững mạnh, tiến về phía trước với sự tự do thoải mái và cảm thấy hạnh phúc vui vẻ đủ đầy mỗi ngày, thì cuộc sống của bạn sẽ trở nên an yên hơn rất là nhiều ha. Và trong ngày hôm nay một số bạn thì có khả năng là đi đứng cẩn thận để không phải sẽ bị vấp té hay gì đó. Mình thấy một vài bạn có khả năng sẽ tập thể dục ha, trở nên dẻo dai hơn. Số bạn sẽ trồng cây, chăm sóc cây cối trở lại. Wow, con công cũng tượng trưng cho sự thành công nha. Bạn được sinh ra để tỏa sáng và truyền cảm hứng rồi ha. Hãy có một cái sự gọi là luyện tập cái sự khiêm tốn, khiêm nhường của bạn để tránh khỏi những cái sự gọi là ganh ghét, đố kỵ từ người khác. Hãy biết ơn cuộc đời này và đồng thời những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với bạn ha. Hãy là chính mình và hãy nhận ra những cái phẩm chất tỏa sáng sự tích cực như thực lực của bạn, tài năng của bạn và cái sự lan tỏa nó nhiều hơn nữa. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 2 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hi, xin chào các bạn tụ 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 3 để xem coi. Ngày thứ 3, ngày 31 tây tháng 1 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào? Và đây những trao bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 3. Các bạn tụ 3 là những người đang trong một cái giai đoạn hình như là sức khỏe không được tốt, hoặc là vấn đề tiền bạc có sự hao hụt ở đây ha, hoặc là một số bạn đang cảm thấy hơi bị cô đơn, lẻ loi, trống trải. Tuy nhiên thì mình thấy là bạn được khuyến khích hãy có sự nâng cao được cái sức sống, nhiệt huyết, sự sáng tạo, năng động của bạn, mạnh mẽ lên. Và có khả năng là sắp tới sẽ có những tin tức vui đến với bạn, đặc biệt là tin tức về tiền bạc. Có khả năng sắp tới các bạn sẽ có được nguồn tiền hoặc được ai đó hỗ trợ giúp đỡ cho bạn mặt tài chính đó. Và hãy biết sử dụng đồng tiền cách khôn ngoan trong giai đoạn này ha, đừng hấp tấp, đừng vội vã, không thôi là bạn sẽ bị gọi là tổn hại đến tiền bạc tài chính của bạn đó ha. Rồi để mình xem coi ngày thứ 3, 31 ngày tháng 1 2023 của bạn sẽ như thế nào nha.
Ở đây mình thấy là trong ngày hôm nay là bạn làm cái gì bạn cũng phải có một sự tập trung ha, để không thôi là sẽ bị mất mát hoặc là tổn hao, hoặc là có khả năng là uống nước, uống ăn cơm, nói chung là sử dụng tô chén nào đó cẩn trọng để không thôi là sẽ bị rớt bể gì đó. Đồng thời ở đây là mình thấy là bạn còn phải đừng có để bản thân buồn bã, buồn phiền quá khứ nữa ha. Hãy nâng cấp bản thân mình lên và học hỏi nhiều hơn, phát triển bản thân nhiều hơn. Một số bạn trong ngày hôm nay là có tiền đó, có thể là từ 7 triệu đồng trở lên, hoặc là một cái điều gì đó bạn cố gắng bằng nỗ lực, nó sẽ thành công, nó sẽ thành tựu ha. Một số bạn nếu như bạn có tham gia cuộc thi, cuộc phỏng vấn nào đó, là nếu như bạn cứ sống hoài trong quá khứ, hoặc là buồn bã, hoặc tự ti, hoặc là rụt rè và không biết phát triển cũng như không biết học hỏi nâng cấp, thì có khả năng sẽ không nắm được cơ hội này. Nhưng mà nó lại là một cái tiền đề để bạn có một sự cố gắng, có được cái kinh nghiệm để bạn có thể gọi là phấn chấn tiến về phía trước, để mở ra cho mình một cái hướng đi mới, hoặc là có cơ hội mới sẽ đến với bạn tốt đẹp hơn ha. Và trong ngày hôm nay là mình thấy là tránh để cho người khác gây ảnh hưởng đến tâm trí, đến sức khỏe, về thể chất, về tinh thần của bạn. Đừng quan tâm đến lời nói của người khác, hãy tập trung vào công việc của mình, cuộc sống của mình và hướng đi của mình ha. Người khác họ không thể nuôi sống được bạn, và họ cũng không có tác động gì đó tốt đẹp đến với cuộc sống của bạn. Tại sao bạn phải để ý đến những người này? Hãy để ý đến việc chăm chút bản thân, yêu thương bản thân bạn, nâng cao bản thân của bạn. Vì chỉ bản thân bạn mới có thể gọi là kiến tạo mọi thứ và thay đổi mọi thứ thôi. Thay đổi hoàn cảnh và cái sự thành công của bạn sẽ thay đổi được cái cách nhìn của người khác dành cho bạn ha. Hãy lấy sự thành công của bạn để khiến cho người khác phải có sự im lặng. Trong giai đoạn này bạn không cần phải có một sự gọi là tranh đấu, mâu thuẫn hay là bảo vệ bản thân gì cả. Nói chung là những người không cùng tần số năng lượng với bạn, bạn không cần phải tiếc lời nói hoặc là lãng phí thời gian với họ. Hãy dành thời gian cho bản thân, cho việc nâng cấp, học hỏi và phát triển, cũng như là chăm sóc gia đình, người thân của bạn, thì nó sẽ còn quý trọng hơn, và bạn sẽ có khả năng tạo ra được những cái phước lành cho bản thân của mình ha. Còn những người khác đừng quan tâm, không quan trọng ha. Hãy thực tế hơn trong cuộc sống của bạn. Giống như là cái gì quý giá, giống như vàng bạc quý giá, thì bạn để ý nó ha, bạn tôn trọng nó, bạn gìn giữ nó, thì bạn cũng là vàng bạc, cũng là kho báu cuộc đời của mình. Còn những người khác, những người tiêu cực, chỉ là những cái sự gọi là ngọn cỏ ven đường, không đáng để bạn chú ý đâu ha. Đừng quan tâm, không thôi bạn sẽ bị gọi là phân tán tư tưởng, cũng như là bị giảm sút cái nguồn năng lượng bởi những cái nguồn tiêu cực, cái sự đen tối này. Ở đây thì mình thấy dường như là các bạn sẽ có một sự tương tác với một người mang năng lượng nam. Đây là một người giàu có, sung túc, đủ đầy, có khả năng họ sẽ truyền dạy kiến thức, kinh nghiệm, hoặc là họ sẽ giúp đỡ cho bạn, nâng đỡ cho bạn, hoặc là chia sẻ bạn câu chuyện thành công của họ, để bạn có thể có một cái hướng đi mới, có sự nỗ lực, quyết tâm cho cái cuộc sống, công việc của bạn ha. Một số bạn có khả năng là các bạn sẽ có sự thu hoạch trái cây, hoặc là các bạn thu hoạch rau củ quả gì đó mà bạn trồng á. Một vài bạn có khả năng có tin tức vui về con cái, hoặc là người thân của bạn ở xa họ có đưa tin đến là họ có tin vui về con cái chẳng hạn. Và trong ngày hôm nay giữ hòa khí ha, dĩ hòa vi quý. Đừng tranh cãi, mâu thuẫn để gây tổn thương cho trái tim, cho cái tinh thần, hoặc là sẽ có một cái sự mất mát về những cái mối quan hệ xung quanh. Hãy giữ cho mình một cái hình tượng tốt và luôn cân bằng, hài hòa nhất có thể. Điềm tĩnh là một cái điều mà bạn cần phải làm ngay lúc này ha. Một số bạn dường như là các bạn sẽ mua vàng, hoặc là bạn sẽ có tiền đó, hoặc là ai đó hỗ trợ tiền bạc. Nói chung là có nguồn tiền ở đây, hãy cứ tập trung vào cái niềm vui tiền bạc thôi. Và trong ngày hôm nay thì mình thấy một số bạn, nếu mà bạn có nói chuyện với người yêu thì tránh gây ra những cái lời nói, hoặc là những cái sự nghi ngờ tiêu cực gì đó sẽ ảnh hưởng, gây khó khăn, hoặc là gây tổn hại, hoặc là các bạn sẽ có sự trách móc qua lại nhau và ảnh hưởng đến cái tình yêu của các bạn ha. Tốt nhất là nếu mà không có gì quan trọng thì tốt nhất là im lặng. Đừng tiếp xúc, nhiều khi là tranh cãi với nhau đó. Ở đây thì mình thấy một số bạn có khả năng là các bạn sẽ tiếp xúc với một vài trẻ thơ trong ngày này. Và các bạn có sự học hỏi khiêm tốn hơn, khiêm nhường hơn ha. Đồng thời hãy có một cái tầm nhìn, hướng đi rõ ràng cho tương lai của mình. Có thể là bạn sẽ lên trang mạng tìm kiếm thêm kiến thức, kinh nghiệm gì đó ở đây. Hoặc là có khả năng một số bạn sẽ có sự nghe ngóng được một cái tin tức, thông tin gì đó. Hãy kỹ lưỡng trong từng đường đi, nước bước trong ngày hôm nay, để tránh sự mất mát, đổ vỡ. Hoặc là ngày hôm nay tránh cho vay mượn tiền, tránh gọi là đầu tư hay gì đó ha. Không hoặc là sẽ có một cái sự hơi bị thất thoát, hoặc là tiền bạc có sự giảm sụt. Nói chung là ngày hôm nay là tránh cái việc gọi là đầu tư tiền bạc vô những cái ý tưởng kinh doanh gì đó mà bạn cảm thấy nó không có hợp lý ha.
cẩn trọng. À, và trong ngày hôm nay có sử dụng đồng tiền hoặc là trao đổi tiền tệ với nhau và cẩn trọng không thôi là sẽ bị hụt tiền hoặc là bị nhầm tiền đó, cũng như là thối tiền lộn đó ha. Còn bạn cẩn thận kỹ lưỡng thì không có gì xảy ra cả. Một số bạn có khả năng sẽ ăn trái cây, ăn táo trong ngày này hoặc ăn nho trong ngày này. Bạn là một linh hồn cổ ha, và cái thiên nhiên chính là người bạn tốt nhất của bạn. Hãy sử dụng cái trực giác của bạn để dẫn bạn đi đến cái nơi bạn cần. À, trực giác của bạn ngày hôm nay rất là nhạy bén đó. Đánh thức cái quyền năng của bạn ha, đánh thức cái quyền năng, cái sự trí tuệ cũng như cái sức mạnh tinh thần của bạn. Bạn là một người có khả năng tạo ra những phước lành với cái khả năng, tài năng, cái trí tuệ và cái sự khôn khéo của bạn đó. Và hãy chiến thắng nỗi sợ, chiến thắng những cái sự bất đồng của bản thân và chiến thắng cái sự gọi là bản ngã của bản thân mình ha, giữ điềm đỉnh khôn ngoan cân bằng và kiếm tiền chứ không kiếm chuyện nha. Hãy giống như ông vua này ha, ông vua tiền, giống như vua Midas ha, chỉ chú trọng đến vấn đề làm ra, sản sinh ra tiền bạc chứ không có sản sinh gây sự ở đây. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn.